Thưa quý vị, thưa các bạn, Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vùng có trên 5 triệu hectare tổng diện tích đất nông nghiệp, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên. Do vậy đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất nông sản hàng hóa lớn của cả nước, với sự dồi dào về sản lượng và phong phú về chủng loại, gắn với công nghiệp chế biến, phát triển du lịch sinh thái. Tây Nguyên hiện đứng đầu cả nước về sản lượng cà phê, hồ tiêu, bơ, chanh leo. Tây Nguyên đã trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực có quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu của vùng này còn rất khiêm tốn. Trong 2 năm 2022 và 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng mới đạt khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm chưa đầy 1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của vùng mới đạt gần 3,8 tỷ đô la Mỹ năm 2022 và trên 3,7 tỷ đô la Mỹ năm 2023, chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cơ cấu hàng xuất khẩu của vùng chủ yếu tập trung vào một số nhóm hàng cây ăn quả, cà phê, gia vị, cây dược liệu, một số loại cây công nghiệp và khai thác tài nguyên. Nhằm đẩy mạnh liên kết vùng cũng như tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, như Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên, Hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử các tỉnh vùng Tây Nguyên, Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Để tìm giải pháp hữu hiệu trong liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm các địa phương của vùng Tây Nguyên, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm phát triển sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Hiện nay với cái lợi thế của 5 tỉnh Tây Nguyên thì chúng ta đã đạt được những thành tựu rất là quan trọng trong cái giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn tới thì chúng ta sẽ cùng nhau để hướng tới một cái nhiệm vụ rất là quan trọng theo cái chỉ đạo của Bộ Công Thương, đó là chúng ta cùng nhau liên kết lại các cái sản phẩm chủ lực của các địa phương, xây dựng cái thương hiệu, nhãn hiệu cũng như cái hàng hóa trong quá trình sản xuất, tiêu thụ để xâm nhập vào các cái thị trường truyền thống cũng như là mở rộng các cái thị trường khác theo một cái hướng là tập trung nguồn lực của các tỉnh Tây Nguyên để chúng ta đạt được cái mục tiêu phát triển của các tỉnh trong giai đoạn tới. Cái hoạt động mà liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử đã đạt được rất là nhiều kết quả khả quan, và tại hoạt động liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại các vùng kinh tế thì chúng tôi luôn tìm những cái giải pháp phù hợp với từng vùng để phát huy được những cái lợi thế của từng vùng và đạt được cái mục tiêu về tối ưu hóa nguồn lực của vùng, nội vùng và ngoại vùng để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Đây là chúng ta chưa tạo được những cái vùng nguyên liệu lớn, vùng nguyên liệu có thể là kiểm soát được chất lượng cũng như là truy xuất nguồn gốc hoặc là mã vùng trồng sản phẩm để tạo ra được cái vùng nguyên liệu lớn. Cho nên là chúng ta sẽ phải có thiết kế ra những cái hoạt động xúc tiến thương mại rất là đặc thù trong thời gian tới. Thứ nữa là chúng ta sẽ phải là có những cái hoạt động là liên kết lẫn nhau trong việc là quảng bá cho hình ảnh của địa phương. Ở đây cụ thể là chúng ta nên và cần là phải quảng bá những cái nông sản, những cái sản phẩm chung của cả vùng Tây Nguyên, chứ không nên là chỉ là quảng bá cho Đắk Lắk riêng hoặc là cho Đắk Nông hay là Kon Tum hay Gia Lai riêng. Mục đích của chương trình hôm nay là kết nối và các cái doanh nghiệp mà biết được những cái sản phẩm để họ sản xuất ra những cái sản phẩm chất lượng hơn và học hỏi nhau để mà có những cái sản phẩm hàng hóa được chất lượng và tốt hơn, tiến đến về cái về xuất khẩu hàng hóa. Kinh doanh 4.0 phát triển như vũ bão hiện nay thì nó là cái xu thế chung rồi. Cho nên là với Bộ Công Thương cũng như Sở Công Thương đem đến cái cơ hội cho cái doanh nghiệp cũng như bà con ở Tây Nguyên, thì cái lượng khách hàng biết đến cái sản phẩm của vùng Tây Nguyên rất là nhiều. Nó gọi là nó tỷ lệ nó 100% luôn. Ví dụ như kinh doanh truyền thống ngày xưa thì nó sẽ bị hạn hẹp ở một cái vùng địa lý thôi, hoặc là truyền miệng, hoặc là những cái cuộc du lịch đến thăm Tây Nguyên thì mới biết đến các cái mặt hàng nông sản của bà con Tây Nguyên. Nhưng mà qua cái kết nối về cái mạng online như thế này, hay là cái kinh doanh kinh tế số như thế này, thì cái lan tỏa, sức lan tỏa nó rất là mạnh. Công ty tôi nhiều lần tham gia rồi ạ. Dạ, và tôi thấy là những cái hoạt động tham gia như thế này nó rất là có ích
cho cái hoạt động phát triển của công ty. Công ty đang rất là mong muốn là tham gia tất cả, nếu như thị xã và tỉnh nhà và thậm chí các tỉnh khác có điều kiện mà tham dự, mời các cái hoạt động tham dự như thế này là công ty em sẽ nhiệt tình tham gia. Để vùng Tây Nguyên có sự chuyển mình trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, các tỉnh vùng Tây Nguyên cần liên kết với nhau để cùng thống nhất đồng hành phát triển các sản phẩm thế mạnh, chủ lực cho từng nhóm sản phẩm của vùng, từ đó xác định các mô hình chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị phù hợp để khai thác các giá trị sản phẩm một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm tới kết cấu hạ tầng thương mại, kết cấu hạ tầng cho xúc tiến thương mại của cả vùng, có cơ chế để xây dựng và hình thành những doanh nghiệp, tập đoàn chuyên doanh về thương mại để đảm bảo cho việc tiêu thụ được các sản phẩm của vùng một cách bền vững.